chờ chuột quậy nhà hả? Coi kìa, coi kìa, các bạn ơi, có chuột quậy nhà kìa. Ôi trời trời, có quậy kìa. Coi kìa, thấy không? Thấy không? Kìa. Kìa. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Làm gì quạo, làm gì quậy vậy? Coi kìa. Vậy quánh chuột được không? Coi kìa. Trời ơi. Ừ, đập đi, đập xe đi, sập xe bỏ luôn đi cho khỏi chơi, chứ bỏ lại đầy nhà chứ. Ừ, đó. Rồi, coi kìa, cho chuột hết chuyện rồi. Chuột rồi, tới giờ chuột quậy nhà kìa, kìa, cả nhà ơi. Coi kìa, các bạn ơi, con chuột này nó hư rồi các bạn ơi. Coi kìa. Coi kìa. Hả? Ai làm gì con? Chị Ba. Chị Ba làm gì con? Dạ, chị Ba bắn chuột. Chị Ba đánh con hả? Ba bắn chuột. Chị Ba bắn con hả? Lấy gì bắn con? Chị Ba lấy gì bắn con? Ờ trời, chị ba ấy gì rồi giờ đi quậy nhà đập nhà luôn vậy đó hả? Trời ơi, trời, có kìa, quạo chị ba mà có quậy cái nhà thì nó quạo chị ba mà quậy nhà cái dục đồ lung tung hết trơn coi kìa. Trời ơi, thôi rồi, thua rồi. Hả? Coi kìa. Kìa. Đó, nó quậy nhà đó, nó giận chị ba đó. Nó giận chị ba đó. Coi kìa. Coi kìa. Giận chị ba mà làm gì đó, coi kìa, dục coi nè. Nó giận chị ba mà nó giục đổ trơn hết trơn rồi nè. Sao rồi? Sao vậy? Sao vậy? Sao nữa rồi? Hả? Sao vậy? Trời ơi, có giận chị ba rồi. Giận chị ba vô phòng khóc luôn rồi. Quậy rồi kìa. Quậy đục nước luôn mà. Sao? Chị ba làm gì? Mẹ đánh chị ba nha. Mày mày rồi mẹ đánh chị ba. Chị ba đá vô đâu? Đá vô ngực hả? Sao mày đá vô ngực em? Mày đánh đánh. Mày rồi chị mẹ đánh chị ba rồi ha. Ha. Trời ơi. Đừng có giục nữa, đừng giục đồ nữa, giục đồ lung tung đầy nhà quá rồi. Ok. Ok. Cái bỉm giờ, rồi cái bỉm giờ. Ok. Ủa hết quạo chị ba hả? Hết quạt chị ba hả? Ê thôi bể cái quạt, bể cái quạt. Thôi đừng. Thôi quýnh chị ba đi, đừng quýnh mẹ. Thôi. Kìa chị ba đem dẹp xe rồi kìa. Nó chuột chơi bỏ xe đầy nhà, chuột đi đá xe đá rồi cổ bỏ đầy nhà hết trơn rồi kìa. Ừ. Nó không nó bài. Nó đá ghế, nó giận chị ba nó đá ghế đá đồ hết trơn. Thôi. Mẹ đánh đòn. Không. Trinh đứng lên lấy Trinh, không có cho nó lấy Trinh. Nghe không? Con có đi đâu đâu mà con đòi sức vậy, sức mai mốt là đi chơi không có đó. Biết không? Nó đi rồi đi lấy kem chống nắng nó sức nữa đó. Đó. Nó quậy gì đó. Thôi mình đâu có đi đâu, chừng nào mình có đi mình đi tắm biển mình mới được sức, biết không? Mình ở nhà mình không có được sức, biết không? Ok. Cả nhà thấy nó ai như nó không, cả nhà nó không có gì trơn á, nó kêu mẹ ơi đi quay clip quạo, là nó làm nó quạo nó quậy vậy đó, nó kêu coi kìa banh cái nón rồi kìa, nó kêu á mẹ ơi mẹ quay clip quạo cho con đi, nó kêu mẹ ơi mẹ quay clip quạo đi, là nó quạo nó quậy nhà vậy đó, đặng cho nó quậy đó, cho nó quậy đặng nó quạo đó, ai như nó không, nó nhà nó buồn không làm được rồi. Chị hai chị ba mới dắt xe vô, con lấy xe chi nữa hả? Xe này không có đụng được chạy được đâu, lấy xe kia chạy đua chị ba đi. Cái xe con voi á, xe con voi đâu? Quá trời à, bài cả nhà rồi. Xe con voi đâu? Hả? Lấy xe con voi ra đi. Chứ đừng chạy xe đó đâu đua được đâu. Xe con voi đâu? Rồi. Coi kìa. Nó chạy kìa. Chạy nó bơi, thôi là bơi. Ờ rồi chiếc này chuột thắng. Rồi chiếc này chị ba kìa, chị biết chị ba thắng rồi kìa. Trời ơi, trời kìa. Không đóng cửa lên, hồi chạy ra cửa luôn giờ nè. Đóng cửa lại đi. Thắng rồi. Chị ba thắng rồi. Trời ơi, thôi rồi. Trời ơi. Trời ơi, trời kìa. Chị ba ăn gian. Chị ba ăn gian chạy có khúc chị ba quay lại rồi.
rồi. Xe đụng lộn luôn. Ôi, quay đầu lẹ lẹ. Ở chơi gì ba đấm. Trời ơi. Đó. Đây đụng. Đụng cái đó hả? Rồi chị ba không chạy rồi kìa. Chút xíu nó bị tai nạn rồi. Đỡ lên. Ôi, xe chạy mà còn chút xíu nó bị tai nạn nữa trời ơi. Đụng. Nó chạy nó lôi luôn cái ghế rồi kìa. Nó gấp mà nó chạy nó cỡ đó đó. Chị ba thua chuột rồi. Ơi, đem về cái ghế dẹp vô gái. Trời ơi, cầm súng đi bắn cho ba luôn hả? Trời ơi, vừa chạy một tay đi bắn súng luôn kìa. Ghê chưa? Chưa. Rồi chị ba dẹp rồi, giờ chuột dẹp đi, về nghỉ đi, mẹ đi nấu cơm ăn. Đi. Dẹp đi, rồi sao che chạy vô phòng luôn rồi. Bye bye các bạn. Bye không? Giận gì nữa hả? Giận rồi nữa hả? Làm gì giận? Chị ba quýnh con giận hả? Quýnh hồi nào? Chị ba quýnh vô người con hả? Hồi nào? Gì đó hả? Hồi hôm bữa hả? Hôm bữa giờ tới giờ mới giận hả? Ừ, trời quýnh hồi nào tới giờ này nó giận. Không ai như nó hết á. Thôi bye bye các bạn nghe, mẹ đi nấu cơm nha. Ôi á, mẹ nói mẹ không cho tắm mà sao mà đi tới lý ra ngoài vậy? Hả? Chạy ra làm chi? Ai cho? Trời đây trời mưa trời gió mà đi tới là chạy hồ bơi ra tắm. Hết chuyện chơi hả? Ôi trời, con không biết lạnh hả? Không. Con nó cãi chưa? Con làm một hồi lũng hồ bơi đó là mẹ nghỉ bơi cho con, nghỉ cho bơm cho con tắm luôn. Thôi giờ đi vô kêu cha đi, coi cha có chịu bơm không chứ còn kêu đi chứ không ai đâu mà bơm đâu. Nước. Hả? Con thổi được không mà con thổi? Ừ con thổi kìa, nó chơi nó không chịu bơm, nó để nó thổi kìa, coi nó thổi kìa cả nhà. Đó. Nó thổi thật ơi. Thổi được không? Hả? Không thổi được á, em lo em làm chổng mở lôi ra em không hay đó. Gách đó, gách hồ bơi rồi dơ em rồi làm sao mà đem vô mà bơi. Ôi trời mưa trời gió. Cái này đó hả? Trời ơi, nó kêu em quay clip mà nó lấy cái điện thoại đưa tay em cầm, em không biết cái gì. Giật hồi nó kêu em quay clip mà nó khui cái này thùng này thùng đồ của cha mà. Thùng đồ của cha mà con lấy con làm cái gì? Cái thùng này thùng của mẹ mà. Đâu phải thùng của cha mới lấy vô đó. Thùng của cha gì mà. Hỏi cha chứ mẹ không có biết. Cha chứ mẹ không có biết. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Kìa. Tiền nó phá của cha nó kìa. Giỏi quá ha. Ai kêu? Mẹ kêu hồi nào? Hộp gì mẹ có biết đâu, cha mua thuốc gì đó. Hai mừng rồi. Nói chưa? Trời rồi khui vậy được chưa?